Donald Cheadle. Bức thiện cộng 1 thì chỉ số ST của anh 96. Về kép là 9. 5 sao kỹ thuật. Đánh tiếng là 6 sao. Các chỉ số góc bao gồm ăn vạ, tế, phu sa, tốc độ. Kiểm qua vị trí ST của Zo thì chúng ta thấy của dãy TOTS này tốc độ của anh là bá đạo, bóng rất còn vị trí tốt, tiền đạo rất thông minh trong in game với khả năng di chuyển và phản ứng tuyệt vời. Ngoài ra lực sút, khả năng đánh đầu, sút xa, volley rất tuyệt vời. Mức lương 20, chiều cao 1m87, nặng 83 g, thể hình trung, chân thuận, trái 4 và phải 5. Ta cửa so sánh một giải TOTS với một số mùa giải. Đầu tiên là thành TOTS với giải Scotty. Thì cái mà vượt trội của TOTS đó là khả năng giữ bóng và chọn vị trí. Vậy chắc chắn là Zo 19TS đá T sẽ thông minh hơn Zo 19 Totti. So sánh với một mùa giải khác là một ta thấy Zo 19TS ở vị trí ST thì có sức mạnh vượt trội. Ta để dột TS ở vị trí ST trong sơ đồ của mình thì các bạn thuật đơn của anh như thế nào? Công 3 và thủ 1, phòng thủ, chặn bị động và chạy chỗ. Tô 19 T sau khi chuyển sang Juventus thì Ronaldo đã thể hiện khả năng mình. Tuy nhiên thì trong đầu mùa giải năm nay chấn thương gặp phải thì cú đề pha của Zo cũng chậm ra việc để vượt mất danh hiệu của bóng vàng trong sẽ là một động Cristiano Ronaldo trở lại trong trận đấu hòa Real thì cú đúp về đánh bại Udinese tỷ số 3-1, trận đấu mà ta đã nhìn thấy được khao khát bàn và khả năng sát thủ của Cristiano Ronaldo trước khung thành đội bạn. Thể nói tài năng chiến Cristiano Ronaldo năm nay đã bước sang độ cứng đá. Ronaldo sinh năm 85 và năm nay anh đã bước sang độ tuổi 35. Tuy nhiên thì anh bảy của chúng ta vẫn thi đấu rất tốt, vẫn đang là rất nhiều những cầu thủ bắt mồi. Năm sao kỹ thuật Pro 19 thì thực hiện được TS là một cầu thủ có thể hình và tốc độ.
Ngoài ra được bổ sung thêm chỉ số ấn gọi là đánh đầu mạnh cho Zo 19 thể trở nên sắc bén hơn. Đánh hơi chuyền của Zaun, Zo đã đứng rất đẹp. Tình huống đó hậu vệ của đội bạn đã có sự tỉnh táo. Để nhát được vị trí thi đấu tương đối tốt, khả năng chạy chỗ và đỡ bóng tốt, khả năng dứt điểm cực kỳ sắc bén nữa. Tô 19 TS sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm. Chỉ số ẩn sút xa cũng giúp Tô TS giải quyết. Có cơ hội và khoảng trống ở ngoài vòng cấm. Dứt điểm Tô 19 TS thì bóng đi căng với xà bóng rất căng. Mùa 19 TS là mùa giải thể hiện được CR7 chuyển từ cầu thủ chạy cánh sang trung phong cắm. Tình huống rất ấn tượng. Tiếc là bóng đang không thành của đội ạ. Năng hỗ trợ đồng cô cũng rất Rô 19 TS có thể đá cắm độc lập hoặc có thể đá cặp với một tiền đạo tốc độ. Năng chuyển bóng tốt. Trận đấu mà hơi có mùi cáp thì à. Tình huống quẩy điệu của Dồ. Bạn đã bật đã khát bị khi sinh năm 84, tịch Nga, hậu vệ trái rất tuyệt vời. Đủ đây rồi. Đấy. Tốc độ của Pro 19 nhanh. Được những mùa giải mới ra mắt khiến cho dù TOTS bị dìm hơn. Tuy nhiên thì với chất lượng TS thì
Pro vẫn là một sự lựa chọn đáng dùng. Đặc biệt ở Pháp ST cắm khả năng bàn tốt. Tiếc cho dù à thôi đấu mà bút thế này thì khó tiền đạo tương đối hiện. Thực tế thì các điểm này tạo tấm điểm tô 19T từ T thì ta có thể cho anh thang điểm là ép rất nhiều nhưng